Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Cũng lâu rồi mình cũng không có làm một cái video sản phẩm. Hôm nay thì được sự đồng ý của chủ máy ảnh này, thì hôm nay mình xin được phép làm một video về cái sản phẩm này dưới tư cách là một thành viên của DACO, hay các bạn có thể gọi là Tago cho thân thiện. Ok, đây là phiên bản cao cấp nhé. Về cái phiên bản thấp ý, thì mình cũng có giao hơn chục con rồi, nhưng mà phiên bản cao cấp thì đây là đúng là lần đầu có cầm vào tay, thì mình cũng muốn thử xem bên trong nó như thế nào. Và hôm nay mình sẽ làm một video để cho anh em xem là nó sẽ như thế nào cho anh em xem nhé. Ok, khi mà bản cao cấp thì mọi người sẽ được đọc cuốn sách như thế này. Mình sẽ gửi kèm với cái máy luôn cho mọi người luôn. Chơi trong cuốn sách nó có gì thì trong cuốn sách này sẽ là hướng dẫn sử dụng cái máy ảnh, nó sẽ là cấu tạo chi tiết mà các chú bạn có thể xem trong này, nó rất là rõ thôi, hình ảnh rất là ok. Đây, em sẽ quay cho mọi người xem em có những cái gì đây. Nó sẽ có những cái như này, đúng không ạ? Máy nó sẽ có chi tiết cấu tạo, đó như này. Cái này thì anh em về anh em nghiên cứu nhé, em sẽ gửi kèm cho máy khi anh em đặt hàng. Ok ạ, không để mọi người chờ lâu nữa, em sẽ đi thẳng vào cái máy. Đây, nó sẽ full box và trên logo hộp nó phải có hình ảnh của DK. Ok, bây giờ em sẽ bật nó ra. Cái này thì kho có box check hàng trước rồi. Bây giờ em mở cho mọi người thôi. Đây, bên trong nó phải full box như này, nó có sẽ rất nhiều vấn chống sốc. Rồi ok, bên trong nó sẽ có những gì? Đầu tiên là cái dây như này để đeo. Cái này thì mọi người biết nó để làm gì rồi, và nó sẽ có nút cao su để chống xước, chống bụi cho mẹ. Nó còn cái gì nữa, và nó sẽ có đi kèm là một cuộn phim. Về cái vấn đề phim thì anh em chụp ảnh nhiều nó sẽ hết phim, thì lúc đấy anh em liên hệ lại với DCO nhé. Bên em là cũng có hỗ trợ mua phim, giá thì nó cũng tùy theo từng thời điểm thôi, nhưng mà nói chung nó không đắt đâu. Em cứ liên lạc thôi, lúc đấy cái giá nó như thế nào em sẽ báo. Và những cái nhân vật chính nhé, nhân vật chính. Rồi ok, để xem bản cao cấp nó khác gì với những bản thường. Đây là bản cao cấp, màu rất là đẹp. Đây cho anh em nhìn có rõ không nhỉ? Về phiên bản thì cả hai cái núm này nó sẽ ở cùng một bên này, còn cái cao cấp thì nó sẽ ở hai bên để anh em thao tác nó dễ hơn, nhanh hơn. Dạ. Hướng dẫn thì em cũng chỉ hướng dẫn sơ qua thôi, bởi vì nó cũng không khác lắm với con phiên bản thấp. Mình sẽ mở cái này ra. Đây, mở cái hộp này ra. Đây là chỗ để chứa phim chụp ảnh. Ok chưa? Em rút cái chốt này. Đó. Cuộn phim em để ý nhá, nó có hai đầu, đầu trên và đầu dưới này. Em lắp cái đầu này vào này. Đó, chốt nó lại. Như này, được chưa? Đấy, kéo cái phim này lên. Đó, một bạn cái lúc này. Rồi, ok. Đến đây thì có lẽ một số các bạn mà quen em thì có lẽ là nghe giọng em cũng biết là ai rồi. Nhưng hôm nay em làm với quay video với tư cách là thành viên của DACO, nên mọi người xem ủng hộ cho em nhé. Đó, có lẽ lần đầu nó sẽ hơi cứng một cái lẫy, nhưng mà em cứ thoải mái đi, mạnh tay đi, nó không có vấn đề gì cả. Đó, mở nắp này lên nhá, mở cái phần này lên như thế này. Đó, thấy chưa? Đây, anh em thấy chưa? Đây là hình ảnh. Ok, giờ đây là một số cái phình em để tạm đây. Đó. Đây anh em có thể xoay cái này. Để chỉnh mờ nó mạnh này. Mờ như trong phim luôn. Và quay lại ngược lại này. Để cho tấm ảnh nó nét hơn. Đấy, em nhìn có rõ không nhỉ? Hơi khó nhìn một chút, nhưng mà cứ cầm máy về đi, thử anh em sẽ rõ. Và để chụp được ảnh thì rất đơn giản thôi. Lấy nét. Đây, một cái lẫy này nhá. Em gậy này. Thế
nó được lưu vào phim rồi. Thì nói chung anh em có thể cầm trong các tiệm để sửa. Nhưng mà nói chung đây là một hàng cốt thôi nên là có lẽ nó không được tốt về chất lượng ảnh cho lắm. Nhưng mà với một tầng mức giá như thế này thì anh em cốt nó là quá ok. Với màu sắc như thế này, tươi, sáng, hết trong phim.